năm ông luôn phải không? Vậy cho các bạn một loạt để cho tế công một loạt luôn. Nhớ nhớ nói vắn gọn nhé, không có thời giờ. Con được ơn gì của Chúa? Dạ con kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn. Con được khai ơn của Chúa. Ở thứ nhất con bị trầm cảm gần 2 năm. Bị trầm cảm gần 2 năm. Dạ, trầm cảm gần 2 năm. Đấy hệ quyền uống thuốc nhiều mà không được. Rồi vừa con nhận tin cho cha. Được cha và cộng đoàn cầu nguyện để con được khỏi. Rồi, ơn thứ hai. Dạ, ơn thứ hai là con bị bệnh viêm phế quản mãn tính chân khoảng 90 năm, cùng đi viện nhiều, uống thuốc cũng khỏi. Con được con nhận tín cho cha, được cộng đoàn với cha cầu nguyện để con được khỏi bệnh. Đây là một người bị trầm cảm 2 năm và bệnh viêm phế quản vì đã được Chúa chữa lành. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Con tên là Trần Đình Phẩy, thuộc con ở xã Quy Chánh, thuộc giáo phận Vinh, con ở Nghệ An. Con 56 tuổi. Con đến đây mấy lần rồi? Con đây là lần này lần thứ hai. Vâng, đến đây lần thứ hai. Đây con đem về giáo phận, con loan truyền cho mọi người lòng Chúa thương xót nha. Đây là cái máy 307 dạng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, mạnh dạn ra đi, loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Rồi, đi. Vắn tắt vì nhiều người mới làm chứng.